Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khổ đau. Kính mời anh chị em hãy cùng Caritas Thanh Hóa bước đi trên hành trình yêu thương để đem ủi an và sự trợ giúp đến cho những người bất hạnh này. Kính thưa quý vị, Tết đã đến nơi rồi, Tết đã đến rồi, xuân đã về rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi, Caritas Thanh Hóa vẫn tiếp tục lên đường để đem Tết đến cho bà con ở nơi bản Mông. Đây là cái đoạn đường đang đi lên Mường Lát. Giờ này là giờ mà những người dưới xuôi đang tấp nập để chuẩn bị Tết cho gia đình của mình. Chúng tôi những người đi tu chả có gia đình nên là chả phải chuẩn bị cái gì cả, mà chúng tôi lên miền núi để chuẩn bị Tết cho bà con. Nay đoàn của chúng tôi dậy từ lúc 2 giờ sáng và bốc hàng lên xe, 3 giờ sáng là bắt đầu xuất kích. Đi được mấy tiếng đồng hồ bây giờ mới lên đến đất Quan Hóa. Đây là đoạn đường của bên Quan Hóa mà chúng tôi đang chạy đi lên trên Mường Lát. Hôm nay cảm nhận của các sư như thế nào khi mà mọi người đang dưới xuôi đang tấp nập chuẩn bị Tết mà mình lại vội vã lên đường lên miền núi như vậy? Sơ Hương thì không biết làm sao nha. Của những người mà luôn luôn noi gương bắt chước Đức Trinh Nữ Maria đó, Đức Mẹ đó, cũng khi nghe tin bà Elizabeth có mang thì Đức Mẹ đã vội vã lên đường để thăm viếng người chị họ của mình là bà Elizabeth để phục vụ người chị em của mình. Đây các cha các sơ cũng vậy, như lúc nãy tôi nói đó. Các cha các sơ là những người đi tu chả có gia đình, nếu có gia đình thì giờ phút này cũng đang phải ở nhà để mà vắt chân lên cổ mà chạy để chuẩn bị cho gia đình của mình có cái Tết đầm ấm. Nhưng mà đây là những người đi tu, những người không có gia đình riêng của mình nhưng mà có một cái đại gia đình chung, đó là đại gia đình nhân loại,
tất cả mọi người đều là anh chị em gia đình của mình, nên là chúng tôi hôm nay đúng là vội vã lên đường để đến với bà con dân tộc ở trên miền núi, trên huyện Mường Lát đấy. Thì chúng tôi đến để mà đem cái hương, cái hơi ấm của mùa xuân, hơi ấm của năm mới, thì đến để giống như Đức Mẹ đó, đem Chúa, đem niềm vui, đem sự chúc lành đến cho bà con dân tộc vùng cao, để phần nào giúp cho họ có được cái Tết đầm ấm. Và để cái chuyến đi của chúng tôi có thể thực hiện được thì phải có cái sự cộng tác của các nhà hảo tâm, những người ân nhân đã đồng hành cùng với chúng tôi để gửi gắm tình cảm cũng như vật chất để chúng tôi lên đường đến với những người bất hạnh, những người nghèo khổ. Chúng tôi hết lòng cảm ơn mọi người đã cộng tác, đã hy sinh, đã chia sẻ tinh thần cũng như vật chất để chúng tôi luôn luôn được bước đi trên cái hành trình yêu thương của mình, để đem hơi ấm của mùa xuân đến cho tất cả mọi người. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi kính chúc cho tất cả mọi người, mọi nhà bước sang năm mới được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa, để năm mới sẽ là một năm hồng ân cho mỗi người trong chúng ta. Đặc biệt xin hết lòng cảm ơn các ân nhân của ca giác Thanh Hóa, những người đã âm thầm, đã hy sinh, đã sẻ chia những gì mình có để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Cha thường hay là trưởng ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa nha. Lần đầu tiên là đến phát quà cho bản kéo tế của chúng ta. Bản kéo tế là cái bản ít dân nhất, chỉ có 561 hộ thôi. Ngày hôm nay thì trong cái tinh thần của dịp Tết cổ truyền sắp tới, thì cha thường cũng như phái đoàn có hai sơ là sơ Nhiệm, rồi sơ Yến, sơ Hường, rồi có các anh đi cùng. Chúng ta chào cha thường với hai sư, chào vào tay đi. Hôm nay thì cha thường đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái thứ quà khác nhau, quần áo này, bánh kẹo này, rồi quà Tết thì có mì tôm này, có muối này, có môi này, có miến này, rồi nhia tức là tiền đấy, có tiền cho chúng ta ăn Tết. Nhưng mà tiền là không có mua rượu về uống rồi nhá. Tiền mà mua rượu về uống các ông say là cái đường đây là đường cứu tế thì đường chính đẹp rồi, rồi đường xuống bán thì còn rất xấu, cho nên là các ông mà uống rượu nhiều là tai nạn là không được đâu nhá. Cho nên ngày hôm nay thì cha thường cũng là cái dịp Tết rất bận rộn, nhưng mà nhớ tới bà con bản cứu tế này thì chúng ta cũng cảm ơn các ân nhân, cảm ơn hai sơ, cảm ơn cha thường. Bây giờ cha thường sẽ có đôi lời với bà con bản làng cơ thể của chúng ta. Chúng ta chờ cha thường và chào chúng ta đây. Cha gửi lời chào tất cả mọi người nhé. Rồi hôm nay cha lên đến đây, nhưng mà cha nhìn thấy cha Thảo á. Cha nhìn thấy cha Thảo đây thì cha thương lắm, thương vô cùng. Lý do mà cha thương cha Thảo ngày hôm nay đó
bây giờ chúng ta nhìn cha Thảo, chúng ta thấy có cái gì khác không? Thưa quý vị, quần của cha Thảo đây này, rách rớt đây này. Đây, yên đi, có tay của cha Thảo đây này, đó. Thưa bà con, để mà lặn lội lên đến đây với bà con được thì cha Thảo cũng phải rất là vất vả, cho nên là đi đường là bị ngã xe, là bị tai nạn, cho nên rách hết cả quần, chốt hết cả tay ra rồi. Từ sáng giờ đi dâng lễ hai bản rồi. Từ sáng giờ cha Thảo dâng lễ hai bản rồi mà đi trên đường đồi núi, cho nên là rất là nguy hiểm. May mà không sao, chỉ sợt tay với lại rách quần mà thôi. Chứ nếu mà không thì là cũng tan xương nát thịt rồi. Thì giáo phận Thanh Hóa là mất đi một vị linh mục mà hết tình hết mình với bà con trên bản Mông ở đây. Cho nên là cầu xin Chúa gìn giữ cho Thảo luôn luôn được bình an. Thế rồi cho tiếp tục đem tình yêu thương của Chúa đến cho tất cả mọi người trên các bản Mông của huyện Mường Lát ở đây. Và kính thưa bà con, hôm nay cũng là ngày đầu xuân năm mới, Caritas Thanh Hóa đến đây để đem những cái món quà yêu thương, món quà xuân, quà Tết, đem hơi ấm mùa xuân đến cho các bản làng. Cho nên là chúng tôi đến đây cũng có quà cho mọi người, đó là quần áo, đó là bánh kẹo, đó là những cái món quà để cho chúng ta vui xuân đón Tết, để cho cái Tết của chúng ta được đầm ấm, cũng như là những cái phong bì và những đồng tiền để chúng ta mua sắm Tết. Đây là cái sự giúp đỡ, là những cái món quà của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa, và tôi xin thay mặt cho những người được nhận quà ngày hôm nay xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân, và đặc biệt là cảm ơn gia đình của cô Ban, gia đình của cô Ban ở thành phố Phú Quốc, ở bên tiểu bang Texas, đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong những cái chuyến đi miền núi này để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho họ có một cái Tết. Rồi bây giờ xin mời đại diện của bản kéo té. Xin mời ông cờ ạ. Và xin mời ông lên đây. Đi cùng với đoàn ngày hôm nay thì đại diện cho xã đó là bác Cợ, là chủ tịch mặt trận xã, cùng với anh em biên phòng ngày hôm nay có mặt ở đây thì sẽ có đôi lời với bản làng, nhất là cảm ơn các ân nhân cũng như cha Thường với Hai Sơ ngày hôm nay này, bác Cợ. Nên là hai đó chúng ta tiếp xúc cho nó nè. Nên là mua và cha Thường thế, cha Thầu là cho cha nó nên là lúc chúng ta tiếp xúc. Lấy mua và mì tôm, mua quà, mua khoản giả nè. Đấy, lấy lúc tiếp xúc thì nó chúng ta lúc chỉ biết cho đúng nó. Mì tôm nhỏ chúng mình chỉ cho là ngã tôm bút đó nè. Là tết quả nó là bút đó nè. Thế nó này sẽ được tôi nhận tiết cho nó. Đấy, mà thế nó sẽ được phát quốc cho các Thường nè, các Thảo nè, trong đoàn và một phát quà nè. Đấy, tất cả cho quà nó là rồi bút đó rồi dù nè. Bế hãy qua là cho, phải cho là chẳng tu. Bạn nhớ nên nói nè, đi chợ là phải mất tiền đấy. Đấy, đi vào chợ, hôm nay là mở chợ nè. Đi vào chợ mua là mất tiền hết. Ở đây là cho Thường, cho Thảo là ở trong đoàn phát quà là cái này là ta phải cảm ơn họ. Đấy, họ có một cái tấm lòng rất tốt, họ yêu thương cho bà con nhân dân chúng ta. Hôm nay là có quà tất cả quần áo tất tận. Thế thì tôi cũng đại diện cho đảng ủy chính quyền địa phương, gửi tức mắc là cũng xin chân thành cảm ơn chú Thường và chú Thảo và tất cả anh em trong đoàn phát quà. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác Cợ nha. Cảm ơn bác, chúc cho bác Cợ là năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để rồi để tiếp tục giúp đỡ cho bà con ở đây nhé. Rồi bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nhận quà nhé. Quà của chúng ta sẽ là một thùng mì, một túi đồ và một cái phong bì. Và bây giờ xin mời trưởng bản sẽ đọc đây. Bây giờ thưa bà, lúc nào thì cụ mong đồng chí
thầu thế đồng chí thầu thế tất cả những em trong đoàn. Đồng chí được. Đây là của được cứ nói đi. Bao mình chỉ quả tôi chuẩn bị nhạc sĩ nên của như là lúc nào nên lấy tam phân rồi lên đó nên cũng đầu cho lĩnh tuyến bên nó chơi khẩn trương lên nó lo nhận quả nữa. Thì hồ số 1 Thơ Văn Tông xin mời mời hồ Thơ Văn Tông ạ. Thơ Văn Tông ạ. Tất cả mấy chỗ ấy, người nó tập tay. Tất cả mấy chỗ ấy, người nó tập tay. Rồi, được rồi. Hộ thứ hai là hộ Thơ Văn Tùng A. Thơ Văn Tùng A đâu? Đấy. Thơ Văn Tùng A nha. Thơ Văn Diệp B. Thơ Văn Diệp B đến chưa? Diệp B đâu? Diệp B đâu? Không. Thơ Văn Diệp B đâu? Các bạn ơi, lấy cho hộ em trai đi. Rồi. Thơ Văn Gió. Gió đâu? Thơ Văn Số B ạ. Số B đâu? Thơ Chất Tòa chuẩn bị nhá. Thơ Chất Tòa. Thưa quý vị, cha Thảo đây, cha Thảo hết mình hết tình với người Mông đấy, họ đi rồi bị tai nạn cho nên là chết hết cả tay cả người ra. Thơ Văn Vi Bê, đó là cha Thảo đó. Thơ Văn Vi Bê, một linh mục mà Thơ Văn Vi A chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên đó. Thơ Văn Vi A, Thơ Văn Cua chuẩn bị. Thơ Văn Cua nữa. Nhanh. Thơ Văn Xính Bê chuẩn bị. Xính Bê đâu? Thơ Văn Xính Bê đâu? Thơ Văn Xính Bê. Đây rồi, Xính Bê đây rồi. Chào ăn Tết vui nha. Chuẩn bị. Chào ăn Tết vui nha. Thơ Văn Lửa nè. Hôm nay là có trò tình à? Hôm nay có trò tình à? Thơ thứ ba. Cho nên là Thơ Tông Xưa chuẩn bị. Hôm nay không đi trò tình thơ à? Thơ Tông Xưa đây. Không à? Tức là mình có rồi không cần thơ đi đúng không? Thưa quý vị, hôm nay có trò tình cho nên là Vui đây rồi. Mà con đi trò tình hết. Thơ Văn Vui à? Xong đây, nhận quà xong thì lấy quần áo nữa nhá, đừng có về. Lý A Hừa. Lý A Hồ đâu? Đi chợ hết rồi. Hôm nay đi chợ tình hết rồi. Thơ Văn Xứa. Ra đây, Xứa đâu? Thơ Văn Xứa đây. A Hơ Lỡ. Cháu thì mì ạ. Cháu thì mì đâu? Sân thì chứa. Sân thì chứa. Cháu thì ba chuẩn bị. Cháu thì ba vào luôn đi. Rồi. Sân ăn lâu ạ. Ăn Tết vui nha. Sân ăn lâu ạ. Sân ăn lâu đâu. Đi chợ tình hết rồi. Bà đi là bên ngoại lấy cho xóa luôn. Ngay cái lúc mà đi về rồi. Thao Nhiệt Tố. Thao Nhiệt Tố đâu? Thao Nhiệt Tố. Nhất thầy. Nhất thầy. Con dâu. Nhất cho con dâu. Thao Ly Tố. Thao Ly Tố. Đi hết rồi.
rồi. Ồ. Thao ly bố đây ạ. Đây, thao ly bố đây. Để cái bên sau lấy đi. Triển khai thôi. Ừ. Nhờ thay cũng được. Đấy. Xong thì kia. Xong thì kia. Ông Bình đâu ạ? Thế Văn Bình ạ? Một kinh, nhưng mà nó nhận khổ tài bán. Bình đâu? Đang bận đánh dấu rồi đó. Thao Văn Tùng B ạ? À? Tùng B đâu? Thao Văn Tùng B, Thao Văn Tùa. Tùng, Tùng lên. Thao Văn Tùa. Thao Văn Tùa. Tùa đây. Thao Văn Tùa đâu? Đây. Có phải không? Đây là Tùng B. Đây là Tùa. Tùa đây. Xuân thì cho. Không đi cho Tình à? À cô vợ rồi à? À cô vợ rồi. Xuân thì cho đâu ạ? Đứa nào mà không có vợ thì phải đi thôi. Tí nữa đưa. Thao Thao Tùa. Thao Thao Tùa. Xuân Bình Lao B chuẩn bị. Xuân Bình Lao B ạ. Lao B đây. Xuân Bình Sĩ ạ. Sánh đâu? Xuân Bình Sĩ ạ. Đây đây, Sánh đây. Xuân Tùng Vĩ ạ. Xuân Tùng Dính. Khâu Thị Si. Khâu Thị Si. Rồi rồi. Khâu Tùng Ly chuẩn bị. Có vợ rồi. Thao Thống Ly ạ. Thao Thống Ly. Rồi rồi, lấy luôn đi. Thao Lô Phòng ạ. Thao Văn Tố. Được đi xuống bến đỏ gì? Đi xuống bến đỏ gì? Ôi, sợ lắm rồi. Xuân Văn Tùa. Xuân Văn Tùa. Xuân Văn Tùa. Mày là cái áo ấm ấm dày hơn nào. Nơ, giờ giờ cái tay lên con nào. Xuân Thị Xưa. Không, nhưng mà đúng. Cứ cái này là. Rồi. Xuân Thị Xưa. Khó khăn vất vả. Khó khăn vất vả, đúng rồi. Hết mình, hết. Hết mình, hết tình về toàn chuyện. Lúc đó là. Đồng bào biết cũng cao đẹp. Hết mình. Gọi cho bác á. Đó là gấu nữa. Gọi đây đây. Xuân Văn Gấu. Mình gọi cho thoại. Thao Ba Tố. Thao Ba Tố. Xuân Bình Gia. Thao Xuân Bình Tố. Này đang đi học ở dưới vùng cao bị bắt vừa về. Xong đi tố này. Thao Lô Tố chuẩn bị. Thao Lô Tố. Thao Lô Tố. Về đi. Phục tố xe ạ. Anh đang nhanh cái chân vào. Phục tố xe đây. Bạn ơi. Nhanh 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 nhanh. Thao Văn Chúa. Con lại không? Xuân Văn Chúa. Thao Thị Ba chuẩn bị. Rồi chưa. Thao Thị Ba. Xong số tớ chuẩn bị. Ừ. Xong số báo ạ. Thao chút báo chuẩn bị. Thao chút báo vào đi. Xong số báo chuẩn bị. Thao chút báo bên chuẩn bị. Chút báo bên vào đi. Chút báo bên. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Thao như thế. Thao như thế. Thao giúp bó rồi. Thao giúp bó chuẩn bị nhanh.
Hôm nay sơ đĩa đó. Thôi không có nữa. Thôi bên xuống nha, chuẩn bị. Thôi bên xuống nha nè. Thôi bên xuống nha. Thôi bên xuống nha. Thôi bên Thôi bên xuống nha. Được cái như thế. Thôi con lên ba này. Chưa chưa có con. Xong cái gì ạ? Thôi thì má nè. Thôi thì má. Thôi thì ba. Con của thôi thì ba. Thôi thì ba. Không phải hết à? Xong thì kia. Thôi thì kia đi. Thôi thì kia. Còn mấy người mà chưa đến ạ. Tiếp theo Thao Văn Vua. Thao Văn Vua Lý Lê Hồ. Thao Văn Vua Lý Lê Hồ. Hả? Thao Văn Vua Lý Lê Hồ. Thao Văn Vua Lý Lê Hồ. Thao Văn Vua Lý Lê Hồ. Yên đã. Nó Thao Văn Vua. Ờ, lấy cho anh trai luôn đi. Lý A Hồ. Cháu thì mì ạ. Cháu thì mì. Cá thì mì nhóc rồi nó mới mở một tấp con hai nhận hai lần rồi để cá thì mì nó lấy cá thì mì đây tổng số là 61. Thì cũng thay mặt cho bà con nhân dân bản cũng xin được cảm ơn các đồng chí trung đoàn. Thứ nhất là đồng chí Thảo với đồng chí Thượng Nhất. Thì cũng thay mặt bà con nhân dân bản là cũng xin được kính chúc hai đồng chí còn còn đi phát quà cho bà con. Kính chúc đến rồi luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và cũng mong rằng sang năm thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí bản. Xin cảm ơn ba đồng chí. Chúc trường bản ăn Tết vui vẻ nhé, cho bà con trong bản ai cũng được vui vẻ đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy quần áo nhé, lấy quần áo. Xin hết lòng cảm ơn các nhân của ca tác sinh hóa đã giúp đỡ để chúng tôi có những cái phần quà rất là quý báu để cho những người khó khăn để hoàn Tết. Xin chúc lành cả con buổi hầu chờ tất cả quý anh nhân. Này, nhà mình là 8 cháu à? 8 cháu. Sinh được có 8 thôi. Nhưng mà cháu này là thứ mấy? Cháu này là thứ 6. Thứ 6 à? Ồ, cháu này đang còn hai em nữa. Hai em trai nữa. Chứ có định thêm
có định sinh thêm hai em nữa cho đủ 10 không? Không, đủ rồi à, 8 là đủ rồi nha. 8 là đủ rồi. 8 là vất vả lắm rồi. Vất vả lắm. Ừ, thôi ít ít thôi nhá. Đứa đầu là đi học cấp 3. À, đứa đầu đi học cấp 3 rồi. Ừ. Chứ còn em này thì cái chân em bị sao á? Bị từ lúc đẻ ra. Lúc đẻ ra là bị cụt mấy ngón rồi. À. Đấy, các em nhá. Lúc nãy đi chân trần nha. Đi không có dép nha. Trời lạnh trời nó đi không có dép mà. Hôm nay đó các sơ đưa dép lên cho các em nhá. Rồi. Các sơ đưa dép lên cho các em á. Đấy, lúc nãy là đi chân đất, bây giờ mình có dép đi rồi, có giày đi rồi. Đấy, giày đó. Giày của các nhân Caritas Thanh Hóa gửi lên đây để cho các em. Xin cảm ơn nha. Trận là 6 đôi giày đó. Giày dép đó. Nó đẹp. Cứu mình mà mới người ta. Đây trưởng bản à? Đây, sao chưa thấy ai nhỉ? Bảo bảo họ tập trung đây đi để phát quà. Trưởng bản đâu nha? Đây, đưa về cho con nhé. Chào trường bản nhé. Vâng. Thông báo cho bà con đến để lấy quà đi. Có sẽ là alo rồi. Nhưng mà alo chưa? Đồng chí mặt trận nó thông báo là 9 giờ, 10 giờ. 9 giờ. Thì bây giờ là mấy giờ rồi? Còn không phải 9 giờ. Thì bây giờ thông báo lần nữa. Chị ơi, đẹp không? Ôi dồi ôi. Đẹp nhớ. Trời ơi. Cô thích không? Thích không? Thích không? Trời ơi, hôm nay. Rồi, đẹp không? Ừ. Quá đẹp. Chỉ tỏ cái chân hơi đen. Nhưng mà đen vậy là mới nổi. Ta đi viết lại các sơ đây. Đợi chị nhé. Đây, đây con dép mới đi rồi. Đây, đứng đây. Cô, giày đẹp nhá. Con có thích không? Có thích không? Thích không? Ừ. Không biết tiếng Trung, không biết tiếng Việt. Thích đi. Thích thì sao? Nói vợ thích thì sao? Nhé. 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 Ừ, đó. Được cái đôi giày rõ đẹp này. Ú, ai cho đôi giày rõ đẹp. Bé này cũng vậy. Ô, ai cho đôi giày rõ đẹp. Ô, cô bé đẹp nhá. Nhé. Nhé. Thích không? Rồi. Ờ, cảm ơn mọi người. Lúc nãy đi chân đất á. Lúc nãy đi chân đất mà bây giờ có chết đi rồi. Cảm ơn rất sao nhỉ. Ô chào. Ô chào. Ô chào. Ô chào đó. Tạ ơn Chúa nhé. Ừ, cảm ơn Chúa nhé. Chứ mặc vậy không lạnh nha. Không rét à. Không lấy áo ấm cho cháu mặc. Không có à. Ồ vậy rồi. Này Huỳnh ơi, tìm lấy một cái áo ấm cho bé này. Nó đang run cầm cập đây này. Đấy. Ồ được rồi. Mặc vô nhé. Rồi. Đó thì rõ đẹp đó. Hôm nay có giày mới này, có áo mới nhá. Có thích không? Thử coi, thử đi coi có vừa không? Đó, thử luôn. Giày đẹp á. Đấy, đẹp rồi, đi tất một nữa là đẹp nhá. Ừ, giày đẹp á. À, ừ. À. Các em đến đây hết chưa nha, để chưa kẹo nha.
chưa đến mấy. Rồi, cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn những người đã có tinh thần chia sẻ cho những người nghèo ở đây. Đây toàn quần áo mới, toàn quần áo có mát không này, tí nữa chúng tôi vi phát. Toàn là đang còn mát không à, quần áo còn mới lắm. Đó, đang còn mát hẳn hoi. Đó, đang còn mát hẳn hoi. Rất nhiều quần áo mới đây này, đang còn mát không này. Đó, quần áo mới không á, áo rất đẹp này. Đây, đang còn mát nguyên. Đây, đang còn mát không này. 500 mấy một cái áo quần á, nó còn nhiều lắm. Rồi tí nữa sẽ trao cho bà con. Này, thằng cu kia chưa có áo ấm à? Lấy cho cu kia cái cả. Cu đang cầm cái cung á. Rồi. Đây, các sơ đang mặc cho bé. Xin sơ đi. Đâu có bà nào? Con không. Không đây là con nít. Người lớn. Bạn này chưa được xem đúng không? Thôi, người ta đang sơ cho cái áo mới. Ồ, sơ cho cái áo mới nè. Đây này, áo mới luôn. Ồ, đang còn mát nhá. Ồ. Nhưng mà có dài quá không? Hơi dài. Để cho bé kia lớn hơn. Đấy. Từ từ. Đấy. Thôi quá. Đây. Bây giờ không còn là gái Mông nữa. Bây giờ gái Kinh rồi. Gái thành phố rồi. Rồi, thích nha. Rồi. Có thích không? Có thích không? Thích nha. Thích thì nói o chầu đấy. O chầu. O chầu là cảm ơn nha. Ô. Trời ơi, eo củ lạc này. Đó. Quá đẹp nha. Áo này mặc ăn Tết nhé. Mặc ăn Tết. Rồi. Thưa quý vị, áo đang còn mát. Đây, đây nữa. Đây. Lúc nãy là gái Mông, bây giờ là gái Kinh, gái thành phố rồi nha. Có thích không? Thích nha. Thích thì nói cảm ơn đi. Cảm ơn. O chầu nè. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Bé này chưa có áo gì à? Chưa có à? Này. Phải ơi, kiếm cái gì cho bé này? Chưa có áo này. Rồi, rồi nha. Áo đẹp nha. Rồi. Đấy. Bây giờ không còn là thanh niên Mông nữa mà là thanh niên thành phố rồi nhá. Nhìn đây, thích không? Thích tiến văn lại nha. Có thích không? Thích không? Thích nha. Thích. Cô bố mẹ chết hết rồi à? Đây là bố mẹ chết hết rồi đây này, xe này. Thằng bé này bố mẹ chết hết rồi đây này. Bố mẹ nó làm sao chết? Bố bị bệnh chết rồi à? Hai đứa cháu nhà à? Đây à? Đây là hai chị em mồ côi cha mẹ này.
nhá. Một cô cha mẹ này. Ồ, vậy là mới bắt bó rồi, còn mẹ đi đi lấy chồng khác. Nhưng mà mẹ có nuôi con không? Để mình cho bà. Ồ, để cho bà. Để tí nữa cha cho thêm một phần quà nữa nhé. Tí nữa xong đấy là phải đứng đây để cha cho thêm một phần quà nhá. Bố bệnh mất rồi, bây giờ là mẹ chị bố. Là đang đến đi học tiến tới 2 rồi. Còn đứa anh là đang đi chắc đi chơi à. Bốn đứa. Vậy là bốn đứa. Trời ơi, bố mất rồi, mẹ đi bỏ đi lấy chồng. Rồi để bốn đứa con lại cho bà nuôi. Rồi lấy cái gì cho nó ăn? Lấy gì cho nó ăn? Không có cái gì ăn hết. À. Để tí nữa cha cho một phần quà thêm nhá. Đó. Này, mấy gái lớn có lấy quần áo không? Tí nữa nhá. Bây giờ chọn cho các em đã. Rồi. Ôi ôi, quần này còn mới này. Ôi ôi, quần đẹp rồi, quần mới này, quần mới tanh đó. Có thích không? Thích lắm nha. Về mặc Tết nhá. Tết mặc này nhìn đi chơi nhá. Đó. Ồ, quần đó, quần bò Mỹ đó. Trời ơi, áo đẹp quá. Trời ơi, toàn áo mốt không à. Rồi, ô, bây giờ ra gái thành phố rồi nha. Ô, thích nha, ra gái thành phố rồi. Ô, mặc cho thằng bé à. Đó, bé quá à. Chật quá rồi, cái đó ngắn, cái đó của con nít mà, lấy cái áo lớn đi, không, tìm cái khác to hơn, đây, cái nước mày vừa. Có thể ngắn đấy chứ. Rồi con nít mông ngoan lắm. Cho gì biết nấy thôi. Rồi, mặc vào cho ấm nhá. Đó. Đấy. Rồi. Ôi, áo này đẹp. Màu đỏ nhá, đi rồi, super cool nhá. Úi giời, đẹp quá nhá. Thích không? Có thích không? Thích không? Này, có thích không? Thích nha. Thích thì cười đi. À, chả thấy cái răng đâu cả, cười nhe răng à. Đó, được cái áo giờ đẹp lên đây nha. Rồi, con em nào chưa có áo nào? Em nào cần áo nào? Cái này phải lấy đứa bé nào, bé lên. Sơi. Cái này này. Đây này. Đấy này, em này có giúp được không này? Đấy. Rồi, mặc vô nhá. Rồi, tìm cái khác, cái này bé quá. Đây à, mới áo mới này đây. Áo mới bế lên không có là bắn mất nhá. Áo mới đây à. Ô, áo mới đẹp quá nha. Áo mới đẹp quá. À, bây giờ giống trai thành phố rồi nha. Đúng không? Giống trai thành phố, gái thành phố rồi. Không cần phải trai mông, gái mông nữa nha. Chứ hôm nay là rửa mặt chưa? Rửa mặt chưa? Rồi, tí nữa ta chia kẹo nhá.
tí nữa chưa kẹo nhá. Đa số là chưa rửa mặt quý vị ạ. À đây rồi. Đây vừa luôn. Đâu? Đẹp luôn. Đây nào. Không không không. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ôi trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, dép quốc chả có đi nữa này, chân trần nữa. Trời lạnh mà đi chân trần nữa nữa. Còn nếu chả có dép quốc không. Ôi đẹp nhờ. Trời ơi, đẹp nhờ. Đấy, đây rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Có thích không? Thích không? Thích nha, thích à, gật, thích là gật rồi nha. Ồ, đấy. Về mặc Tết nhá, nhưng mà phải về, về bảo rửa mặt đi nhá. Bây giờ về rửa mặt đã, rồi tí nữa ta chưa kẹo nhá. Ồ, đây vừa này nhá. Đấy, đây, đây, cho cái bánh nhá. Ừ, đây, ôm cậu nhá. Nó báo cho bà con đến đi không? Đang chạy lên đây đợi chị thấy số điện thoại rồi à, cho gọi số điện khóa một chiều đúng không? Ồ, khóa một chiều rồi à, đâu còn em nào không không vừa không đợi tháo chứ đợi tháo đăng đấy. Nhưng mà vợ chồng bán cho thôi cho bà con đến đây hết đi. Rồi đẹp nhá. Đây thưởng cho cái bánh nha. Thưởng cho cái bánh nha. Rồi thích không? Thích không? Thích không? Thích thì gật gật đi. Bây giờ đang phải chọn lọc đã, phải chọn lọc đã, rồi tí nữa là để cho. Đã có cái nào chưa? Chưa có à? Chưa thì đợi nhé. Đây, chọn đứa bé này, bé mặc áo đỏ này, chưa có này. À đây rồi, đây rồi. Không, áo thành phố rồi. Rồi, đẹp không? Đẹp không? Con thích không? Thích thì gật nào. Nhẹ không? Nhẹ là thích rồi. Đó, bây giờ cái áo rất đẹp lắm nè. Còn ai nữa không? Ai cần nữa thì giơ tay. Ai thiếu nữa? Rồi. Bây giờ quần này, quần nam hay quần nữ đây? Quần nữ à? Này đưa cho mấy thằng nam đưa về cho vợ đó. quần. Ồ, đây là chưa có quần. Mặc con trai đó à. Quần để đâu mà không mặc cho cháu. À, vội quá. Thế này, để ta cho. Cảm ơn các cha nhé. Rồi quần đẹp nhá, quần đẹp mà ăn Tết nhá. Nhìn máy này thích không nhẹ không đó. Rồi nhẹ rồi đó, bây giờ đẹp chưa nữa, phải xem cho áo nữa nữa rồi. Ô đây này sao nhẹ rồi, đây là cũng chưa có quần nữa này, dép không có này. Đây
mặc quần cho cháu nhé, mặc quần vào. Đấy. Mặc quần vào. Trời, thích nha. Thích nha. Ui giời ơi, vừa kéo luôn. Rồi, thích chưa? Rồi. Rồi, đẹp chưa? Giống như thiên thần chưa? Rồi. Trời, đang còn nhiều lắm, đang còn nhiều lắm. Thôi, hết lòng cảm ơn các ân nhân đã hy sinh quần áo của mình. Có những cái quần áo thì đang còn mát, đang còn mới, chưa có mặc bao giờ. Ví dụ như mấy thùng quần áo đây đang còn mát đây. Thì tí nữa bà con sau khi nhận quà xong thì bà con sẽ chọn quần áo để lấy cho riêng mình. Bây giờ đang mặc cho mấy em nhỏ đã, để cho nó vừa. Thế thì sau khi phát quà xong thì sẽ để cho người lớn lấy đấy. Ngắn quá, ngắn. Có ngắn không? Hơi ngắn, hơi ngắn. Rồi, cảm ơn các ân nhân đã hy sinh quần áo của mình nha. Đấy, mặc cho em nào mà chưa có quần mặc vô cho nó. Rồi, chúng tôi sẽ còn lên trên Mường Lát thay nhiều, cho nên ai có quần áo mới, mới nhờ quần mát thì càng tốt. Hay là ít là quần áo mới để rồi chúng tôi đem đây cho bà con. Xin hết lòng cảm ơn rất nhiều. Đó, chúng ta thấy đó, những em bé đó lúc nãy thì nhọ nhem, lúc nãy thì nhìn như giống như người trong rừng mới chui ra đó, nhưng mà qua tay các sơ, qua tay anh em cái thì tốt đẹp. Bây giờ thì em nào cũng dễ, xinh xắn đẹp đẹp trai luôn. Cảm ơn. Như thành phố luôn. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.